Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dàn mặt Mỹ, Trung Quốc điều chiến đấu cơ tới Hoàng Sa. Xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu cơ tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp trên Biển Đông, theo báo Fox. Hình ảnh vệ tinh từ ngày 17 tháng 7 cho thấy ít nhất có 8 máy bay chiến đấu đã xuất hiện ở đây. Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Đây là hình ảnh được chụp qua vệ tinh vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 cho thấy có ít nhất 8 chiến đấu cơ của Trung Quốc đang đậu trên đường băng của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Ít nhất 4 chiếc trong đó là J-11B, loại máy bay chiến đấu phục vụ không quân Trung Quốc và lực lượng hàng không của Hải quân Trung Quốc. 4 chiếc còn lại có vẻ tương tự và phù hợp với kích thước của JH-7, một loại máy bay ném bom chiến đấu chống hạm của Hải quân Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết đây là lần đầu tiên xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu tại đảo Phú Lâm, căn cứ quân sự và khu định cư lớn nhất mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại Hoàng Sa. Động thái này cũng nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân do Hoa Kỳ khởi xướng trên Biển Đông và căng thẳng gia tăng trên toàn bộ khu vực nói chung, theo Forbes chia sẻ. Các máy bay được cho là loại J-11B do Trung Quốc sản xuất, biến thể của máy bay chiến đấu Flanker nổi tiếng của Nga, ban đầu được biết đến với cái tên gọi Sukhoi, tức là Su-27. Dòng máy bay này tương đương với F-15 được sử dụng bởi không quân Hoa Kỳ. Những chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang ở trên đường băng tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù thực tế bị Trung Quốc chiếm đóng, nhưng đảo này đã được Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền và là một trong nhiều hòn đảo đang bị tranh chấp trong khu vực này. Và Trung Quốc đã tăng cường xây dựng trên Biển Đông trong những năm gần đây và đã triển khai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tới khu vực này trước đó. Trong một diễn biến khác, máy bay do thám E-8C của Mỹ đã xuất hiện gần bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm 17 tháng 7 năm 2020. Theo thông tin đăng trên tweet từ Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ. Trước đó, thì hình ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 26 tháng 5 cho thấy Trung Quốc đã đưa máy móc hạng nặng tới bờ biển phía tây bắc đảo Phú Lâm để nạo vét bồi đắp. Chiến dịch bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc đã được thực hiện rộng khắp từ năm 2014 đến năm 2016 ở Biển Đông, phá hủy môi trường tự nhiên và quân sự hóa các bãi san hô và rặng san hô nơi được Trung Quốc chiếm đóng. Đây là hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 17 tháng 4 và 25 tháng 6 cho thấy rất rõ các hoạt động nạo vét của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đoạt trái phép của Việt Nam từ năm 1974. 4 căn cứ lớn nhất mà Trung Quốc duy trì ở Biển Đông đó là đá Subi, đá chữ thập, đá Vành Khăn và đảo Phú Lâm hầu như không thể nhận ra kể từ khi sự kiện bồi đắp của Trung Quốc được thực hiện vào năm 2017. Đã tạo ra các bến cảng nước sâu, đường băng và nơi sinh hoạt, nhưng việc nạo vét quy mô nhỏ vẫn tiếp tục như hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy. Việc nạo vét mới trên đảo Phú Lâm được Trung Quốc thực hiện vào thời điểm nhạy cảm, theo tờ báo Brand News. Hồi tháng 5, Indonesia cũng đã cùng với Việt Nam, Philippines và Malaysia tố cáo Trung Quốc về việc khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông trong một loạt các công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc. Indonesia thì viện dẫn các phán quyết vào năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển tranh chấp và khẳng định không một hòn đảo nào của Trung Quốc có thể tạo ra các vùng đặc quyền kinh tế và chúng chỉ là các bãi đá. Gần đây, Trung Quốc đã cố gắng đe dọa Việt Nam về việc hợp tác khai thác dầu trên Biển Đông với một số đối tác quốc tế bằng cách đưa một tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 17 tháng 6 vừa qua. Và gần đây nhất, hai nhóm tàu tác chiến sân bay của Hải quân Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu, 17 tháng 7 năm 2020, nối lại các cuộc tập trận chung hiếm thấy ở Biển Đông lần thứ hai trong tháng 7 và các siêu chiến hạm Mỹ phối hợp diễn tập trong vùng biển tranh chấp. Đây là hình ảnh nhóm tàu tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz tiến vào Biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Hai nhóm tàu tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz với tổng cộng hơn 12.000 nhân viên quân sự cùng các tuần dương hạm và tàu khu trục hộ tống đã khởi sự hoạt động ở Biển Đông từ hôm 17 tháng 7. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo như vậy. Và hai nhóm tàu tác chiến sân bay cùng hơn 120 máy bay được triển khai đang tiến hành các hoạt động tập trận
không quân chiến thuật nhằm duy trì khả năng sẵn sàng ứng chiến và nhuần nhuyễn trong chiến đấu, thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho hay. Văn phòng quan hệ công chúng của đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ vào hôm 16 tháng 7 nói hoạt động của hai nhóm tàu sân bay USS Minnis và USS Reagan là để sát cánh với các đồng minh và các đối tác trong khu vực có cùng chí hướng, và các hoạt động này trực tiếp hỗ trợ quyết tâm của Hoa Kỳ thực thi tự do hàng hải cho máy bay và tàu thuyền hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Chỉ huy hạm đội 7, Phó Đô đốc Bill Metz đã nói như vậy. An ninh và ổn định là thiết yếu cho hòa bình và thịnh vượng của mọi quốc gia. Đó là lý do tại sao Hải quân Hoa Kỳ có mặt và luôn trong tư thế sẵn sàng ở Thái Bình Dương. Chuẩn Đô đốc James Chris, tư lệnh nhóm tác chiến của tàu sân bay Minnis, cũng đã nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, nhằm thực thi cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và một trật tự thế giới dựa trên các quy tắc. Chuẩn Đô đốc Kim Krish nói sự hiện diện của hai tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông không phải để phản ứng trước bất cứ sự kiện đặc biệt nào, mà chỉ là hoạt động thường lệ nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến. Ông nói tiếp, an ninh và ổn định là thiết yếu cho hòa bình và thịnh vượng của mọi quốc gia. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ có mặt và luôn trong tư thế sẵn sàng ở Thái Bình Dương. Đây là hình ảnh máy bay do thám E-8C của Mỹ đã xuất hiện gần bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm 17 tháng 7 năm 2020. Theo thông tin trên trang tweet từ Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh chia sẻ. Washington tuần này lần đầu tiên mô tả các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và đối tác ở Đông Nam Á trong nỗ lực bảo vệ quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên ở ngoài khơi phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế. Và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói những cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn phi lý. Một tuyên bố của Tòa đại sứ Trung Quốc nói như sau, Mỹ đã bóp méo sự thật và luật pháp quốc tế, phóng đại tình hình trong khu vực và âm mưu gây bất hòa giữa Trung Quốc với các nước ven bờ khác. Và những tuyên bố về chính sách của Washington vừa qua thể hiện rõ hơn cam kết của Mỹ về duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, và Washington sát cánh với Hà Nội để bảo vệ quyền chủ quyền lợi ích của Việt Nam nhất quán với luật pháp quốc tế, cũng như để bác bỏ tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Đó là quan điểm của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thể hiện trong một bài viết đăng trên báo Thanh Niên vào hôm 20 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Và đại diện ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội nhắc lại sự kiện vào tháng 7 năm 2016, một tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết rằng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 không có cơ sở pháp lý cho bất cứ quyền lịch sử, quyền chủ quyền và quyền tài phán nào của Trung Quốc trong khu vực được gọi là đường lưỡi bò hoặc là đường chín đoạn mà Bắc Kinh vẽ ra trên bản đồ Biển Đông, ngoài những điều được quy định tại UNCLOS. Nhưng trong 4 năm qua thì Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết, đẩy mạnh chiến dịch hăm dọa nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam cũng như các nước ven biển khác ở Đông Nam Á, Đại sứ Mỹ đã viết như vậy. Và Hoa Kỳ ngày càng quan ngại khi Bắc Kinh lợi dụng việc thế giới tập trung đối phó đại dịch viêm phổi Vũ Hán để đẩy các yêu sách của họ ở vùng biển đi xa hơn, thay thế pháp luật quốc tế bằng tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh. Người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đã bày tỏ quan điểm của mình như vậy. Và trước những hành động của Trung Quốc nhằm bác bỏ luật pháp quốc tế và dần xóa bỏ quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 đã tuyên bố thay đổi chính sách của Washington đối với các yêu sách hàng hải, đại sứ Mỹ tại Hà Nội viết như vậy. Đây là hình ảnh hành trình khảo sát của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam với Malaysia từ ngày 16 tháng 4 cho đến tận ngày 16 tháng 5 năm 2020. Mỹ đã phản đối bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo nước này đưa ra yêu sách ở quần đảo Trường Sa hoặc từ bãi cạn, nhà ngoại giao Mỹ đã nêu rõ. Điều này bao gồm cả việc bác bỏ rõ ràng yêu sách của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính, nơi Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch cưỡng bức và quấy rối hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam. Dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông viết tiếp rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Mỹ coi sự bất nạt này không chỉ mang tính khiêu khích và gây bất ổn, mà còn là bất hợp pháp. Nhận xét về các quan điểm của Mỹ do các nhà ngoại giao hàng đầu nước này đưa ra gần đây, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau.
tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội là lập trường có thể nói là rất rõ ràng, rất cương quyết, rất mạnh mẽ so với trước đây. Những nội dung đấy hoàn toàn phù hợp với những quan điểm của Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN. Một lần nữa, chứ không phải là lần đầu tiên, phía Hoa Kỳ lại ủng hộ, đứng về phía các nước trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, để mà đấu tranh chống lại các hành động sai trái nhằm thượng tôn pháp luật. Và so sánh cách hành xử của hai cường quốc hàng đầu thế giới đối với UNCLOS, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng nhấn mạnh trên tờ Thanh Niên vào hôm 20 tháng 7 rằng mặc dù Mỹ không phải là thành viên của công ước này, nhưng mọi chính quyền của Mỹ trước giờ đều công nhận và tuân thủ những điều khoản của công ước. Trong khi đó, ngược lại, Trung Quốc đã ký và phê chuẩn biên bản của công ước UNCLOS nhưng đã ngang nhiên phớt lờ các nghĩa vụ hiệp ước của mình được quy định tại công ước, nhà ngoại giao Mỹ đã viết. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel, trong một lần gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2017. Và những tuyên bố về chính sách của Mỹ vừa qua đã thể hiện rõ ràng cam kết duy trì thượng tôn pháp luật của chúng tôi ở Biển Đông thông qua việc ủng hộ luật pháp quốc tế được phản ánh trong UNCLOS. Đây là cam kết của Mỹ chia sẻ với Việt Nam, một trong những thành viên chủ động nhất của UNCLOS. Lãnh đạo Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội đã khẳng định như vậy. Và đề cập đến quan hệ ngoại giao song phương kéo dài 25 năm mà hai nước vừa kỷ niệm, và quan hệ đối tác toàn diện có từ tháng 7 năm 2013, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã chỉ ra rằng những tuyên bố của Mỹ cũng là những minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ này. Đồng thời bình luận thêm, lập trường của Mỹ về Biển Đông cho thấy Mỹ sát cánh với Việt Nam để bảo vệ quyền chủ quyền và quyền lợi ích của các bạn nhất quán với luật pháp quốc tế, bao gồm cả quyền đối với các nguồn dầu khí ngoài khơi và quyền đánh bắt cá là những điều sống còn cho sự thịnh vượng kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Và Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng khẳng định Mỹ sát cánh với Việt Nam để bác bỏ sự áp đặt tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Tiến sĩ Trần Công Trục, người có hơn 30 năm gắn bó với công tác biên giới lãnh thổ của Việt Nam, nhận định rằng tuy các tuyên bố của Mỹ có lợi cho Việt Nam và một số nước ASEAN, song vẫn nhắm đến phục vụ lợi ích của Mỹ là trên hết. Trong lúc nhiều người Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự phấn khích về việc tuyên bố của Mỹ, cũng như mong muốn Việt Nam tiến xa hơn trong quan hệ với Mỹ, chuyên gia Trần Công Trục cho rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc Mỹ liên minh với Việt Nam. Ông nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau: tôi không cho rằng Mỹ phát biểu như vậy và có những lời mạnh mẽ như thế để là nhằm mục đích lôi kéo Việt Nam chống Trung Quốc, bởi vì họ thừa biết là Việt Nam không bao giờ có chủ trương đứng về nước này để chống nước khác, không liên minh liên kết, nhất là trong thời gian hiện nay, còn sau này tình hình như thế nào là chuyện khác. Chuyên gia về biên giới lãnh thổ của Việt Nam nói đất nước này lâu nay cố gắng đạt được sự cân bằng trong quan hệ với các nước lớn để tránh xung đột, chiến tranh, và ông cho biết cách tiếp cận này đạt được hiệu quả nhất định trong cuộc đấu tranh cho lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020 với bản tin Dằn mặt Mỹ, Trung Quốc điều chiến đấu cơ tới Hoàng Sa. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.